Kamen Rider thứ hai trong series của Commodore DK không phải là Kamen Rider Kuga ở Arrowverse mà chính là Kamen Rider DN, Second Rider của bộ này. Hắn ta là một kẻ bí ẩn với tên gọi Kaito, một tên trộm đã luôn xuất hiện xung quanh DK. Trước đó đã được nhá hàng trong thế giới của Play, hắn đã triệu hồi một Rider trong trận chiến DK đối đầu với Charlie tại thế giới Play. Hắn ta đã chính thức chào hỏi Tsukasa, thế giới của Fai. Mục đích của tên trộm này đến thế giới của Fai chính là đoạt lấy bảo vật của thế giới này, Fai Gear, để trở thành của bản thân. Trước khi kết thúc màn chào hỏi, hắn ta đã tiết lộ cho DK về thông tin của thế giới này và cảnh báo anh đừng can thiệp vào công việc đoạt bảo vật của hắn. Cũng trong trận chiến tại thế giới của Fai, hắn ta đã chuyển hóa bằng khẩu súng của mình để trở thành Kamen Rider DN. Đó là lần đầu xuất hiện của Kamen Rider DN hay là Kaito, Second Rider của Kamen Rider DK. Form chính thức của Kamen Rider DN không có nhiều như DK, anh ấy chỉ có 3 hình dạng, đó là DN ở hình dạng cơ bản, Complete DN xuất hiện trong movie với Deno, cũng như là hình dạng mới nhất của anh ấy, Neo DN. Chúng ta sẽ cùng đến với form đầu tiên, form cơ bản của Kamen Rider DN. Tạo hình của DN giống với DK, chủ yếu là khác về màu sắc, vẫn phối màu giữa đen và màu sắc còn lại. Màu sắc đặc trưng trên khẩu súng của anh ấy cũng chính là màu sắc trên toàn bộ cơ thể, một màu xanh dương. Điểm tô vào đó là những đường viền màu vàng thay thế những đường màu bạc của DK. Hình dạng của DN là những tấm bài được gắn vào gương mặt cũng như trên phần thân. Nhưng nó khác biệt là của anh ấy lòi ra những tấm bài chứ không cắm hẳn vào mặt như DK. Đây có lẽ chỉ là một phương pháp để thiết kế đối lập với DK mà thôi. Và anh ấy đã gần như không thể nhìn thấy được phần mắt Rider như bình thường nữa. Tạo hình của DN ban đầu mình nhìn thấy khá cồng kềnh cho một xã hữu cũng như một tên trộm. Nhưng có lẽ để tạo nên sự khác biệt với DK thì đây là chuyện bắt buộc. Vì series này chỉ có 31 tập nên mình thấy đầu tư về thiết kế cũng không quá cao. Phần đặc trưng nhất của DN vẫn là khẩu súng của anh ấy. Thay vì một khẩu súng bình thường, chúng ta sẽ bỏ cạc vào và gài súng lại để tạo nên một đòn tấn công hoặc là triệu hồi được một thứ gì đó. Khẩu súng của DN lại ngược lại, chúng ta sẽ kéo dài khẩu súng ra để triệu hồi cũng như ra những đòn tất sát để lộ ra phần khạc ở bên trong. Và điểm nhấn cuối cùng của DN đó là phần hai chấm đỏ trên đầu thay vì một chấm giống DK. Cách DN biến hình là nhét khạc vào súng, sau đó kéo dài khẩu súng ra, bắn nó lên trời, tạo những tấm khạc giống như DK và những tấm khạc đó sẽ rơi vào người của DN tạo thành Kamen Rider DN. Đúng với sức mạnh của bản thân mình, Kamen Rider DN không bao giờ trực tiếp chiến đấu. Anh luôn tạo ra những phân ảnh của những Rider khác để thay thế mình trong phần chiến đấu và lợi dụng lúc kẻ thù suy yếu thì tung đòn Final Attack Blue Strike để tấn công cũng như nghiền nát kẻ thù. Khả năng đặc biệt của DN khác với DK là anh ấy sẽ không mô phỏng là Rider cũng như copy hình dạng Rider đó trên cơ thể mà là triệu hồi lên những Rider. Chúng giống clone hơn là những Rider chân chính. Khả năng chiến đấu của chúng chỉ ở mức tầm trung mà thôi, không khác gì đám rệp có thêm kỹ năng. Điểm đặc biệt của DN cũng giống như DK đến từ những lá bài công năng của anh ấy. Một trong những lá bài mà anh ấy thường xuyên sử dụng nhất đó là Invisible, một khả năng vô cùng đặc biệt giúp anh ấy vô hình. Khả năng này nghe thì có vẻ bình thường, nhưng trong một số trường hợp chiến đấu đặc biệt, nó phát huy hiệu quả vô cùng cao. Đặc biệt là khi DN là một tên trộm và mang Outplay Glock Cup của Kamen Rider Gastech cũng chứng minh một phần khả năng của Invisible. Do anh ấy có khả năng triệu hồi những bóng của những tên Rider khác, nên anh ấy cũng có khả năng chuyển hóa họ thành những Final Form Rider, ví dụ như Kiva Arrow, Play Play và Zumbo DK Driver, một hình dạng đặc biệt của DK biến DK thành một chiếc thắt lưng khổng lồ. Form này của DK mình đã đề cập tới trong tất cả form Kamen Rider DK. Nếu các bạn chưa xem hãy bấm vào link phía bên trên với mình nhé. Và còn một điều thú vị trong khả năng chiến đấu của Kamen Rider DN là anh ấy có khả năng gia tốc bản thân lên một tốc độ vô cùng nhanh. Đây là khả năng cơ bản và không cần bất kỳ tấm khạc nào để kích hoạt. Đòn Final Attack của Kamen Rider DN mang tên Blue Strike. Nếu như DK là tạo ra những lá bài trước mặt mình để cường hóa đòn Rider Kick thì DN cũng tương tự như vậy, nhưng mà anh ấy tạo ra một block xoáy bài với vô hạn bài tạo thành một mũi khoan. Sau khi phát động đòn tấn công từ súng thì cả chúng sẽ xoáy lại với nhau tạo thành một mũi khoan tấn công và nghiền nát kẻ thù. Kamen Rider DN với hình dạng thứ hai của anh ấy, hình dạng tối thượng lúc bấy giờ đó là Complete DN. Đây là form tương tự như Kamen Rider DK Complete Form, cũng tập hợp những Rider với sức mạnh kinh khủng. Phải là Final Form của Second Rider hay là main chính? Vì trong thời kỳ đầu của Heisei, Second Rider thì tùy người mới có Final Form, nên việc sử dụng những Second Rider là chuyện không thể. Vậy sức mạnh của Complete DN đến từ đâu?
Complete the End lần đầu xuất hiện trong movie Yellow của Kamen Rider Den-O. Den-O là bộ phim có sức ảnh hưởng rất lớn trong series Kamen Rider. Từ lúc anh ấy xuất hiện tới lúc anh ấy gặp Kiva trở lại trong DK, xuyên suốt thời đại Neo Heisei, Den-O cũng trở lại không ít lần, không gặp với Sentai thì cũng là trận đại chiến giữa những Rider với nhau. Den-O có một movie riêng và họ đã chèn sự xuất hiện của DN vào để cho anh ấy một final form. Giống như những năm trở lại đây, chúng ta hay có những tập phim riêng về Second Rider để họ có được final form vậy. Đây là bước đầu tiên để chuyện đó diễn ra. Tập phim đó đã nói về điều gì và nó hé lộ như thế nào về sức mạnh mới tối thượng của DN? Tập phim kể về sự hối hận của Kaito. Anh ấy đã làm một chuyện gì đó trong quá khứ mà bắt buộc phải sửa chữa lại nó bằng chiếc tàu Denliner, và tình cờ thay, người sở hữu chiếc tàu đó lại chính là Den-O. Bí mật dần được hé lộ khi trong quá khứ anh đã trộm một báu vật. Thứ mà anh nghĩ là báu vật lại không phải là báu vật. Tất cả những gì bên trong chiếc hộp đó nằm bên dưới tất cả đó thật sự chính là thứ quý giá nhất, những bức thư mà người mẹ dành cho con trai của mình. Và người con trai đó đã trở thành cảnh sát thời gian, kẻ đang truy bắt người phá hỏng thời gian Kaito Daiki danh muốn phá hủy quá khứ, cố gắng tìm đủ một cách vừa phải trốn chạy tên cảnh sát thời gian, vừa muốn tiêu diệt quá khứ của bản thân để làm dòng thời gian bị thay đổi. Nhưng bản thân của anh không thể nào chạm vào quá khứ của mình. Sau khi có được cuộc đụng độ dai dẳng với tên cảnh sát thời gian, hắn ta cũng khả năng chuyển hóa thành một Kamen Rider, và trận chiến với hắn vô cùng khó nhằn khi hắn ta có một lớp lá chắn phòng thủ cực kỳ mạnh. Sức mạnh của tên Rider này đến từ một tên Imaging nhân tạo ở tương lai. Sau khi tất cả mọi chuyện được lý giải, quan trọng nhất chính là những bức thư mà người mẹ muốn gửi cho người cảnh sát thời gian của mình. Ta đã cảm nhận thấy kho báu quý giá nhất của mình, và quyết định trao lại kho báu quý giá nhất cho Kamen Rider. Đó là chiếc K-Tut của DN. Không chần chừ và nhận lấy báu vật quý giá nhất, anh ấy đã vứt chiếc hộp và chuyển hóa thành Kamen Rider DN Complete Form. Và để sánh vai với sức mạnh của DK Complete Form thì anh ấy đã có được sức mạnh của tất cả những Rider trong Genki Shoban, tất cả Rider trong movie. Và đây chính là sức mạnh mà anh ấy có thể đối chọi lại những final form của tất cả những Rider. Vì như mình nói, Second Rider ở thời kỳ đầu của Heisei không có đủ tất cả những final form, nên về chuyện anh ấy bắt buộc phải chuyển một hướng khác. Và thời kỳ đó, DN vẫn chưa được khẳng định sẽ là Second Rider khi anh ấy có khả năng triệu hồi tất cả những Rider mà anh ấy muốn, chứ không phải thuần là Second Rider như Neo DN mình sẽ bàn tới ở phần sau video nha. Sức mạnh của DN Complete Form chỉ được thể hiện trong vỏn vẹn vài giây, nhưng nó đủ sức để khiến chúng ta kinh hãi khi nó triệu hồi đến tất cả những tên Rider cực kỳ hùng mạnh trong movie, bao gồm Skull, Kokatsu và rất nhiều tên Rider cộm cán khác. Bọn chúng mạnh tới không tưởng, và họ được triệu hồi tất cả chỉ với Complete the End, sau đó ra tất cả những đòn final attack mạnh nhất của họ và nghiền nát tấm khiên, thứ được coi là niềm tự hào của tên Rider đến từ tương lai này. Complete the End, đây là phần movie cũng như sức mạnh của nó cũng là movie mà thôi. Đó cũng là lần cuối cùng mà Complete the End đã được xuất hiện. Ngoại hình của Complete the End không có nhiều thay đổi so với lại DK, thậm chí đến cả phần tất cả khạc của những Rider anh ấy vẫn gắn trên cơ thể, chứ còn không gắn trên hai vai như Complete DK. Mặc dù tạo sự riêng biệt, nhưng mình thấy khá là tiết kiệm phần thiết kế, vì chỉ thay thế đúng phần ngực còn không thay thế cả phần vai. Đầu của anh ấy vẫn là biểu tượng của bản thân, cùng với lại những tên Rider trong movie xuất hiện trên toàn bộ cơ thể. Màu sắc của cơ thể, những đường viền màu vàng đã chuyển thành màu bạc, gần như tương tự với lại Complete DK. Dù sao đây cũng là cố gắng của nhà sản xuất để tạo nên một form đặc biệt dành cho Kamen thứ hai trong series Kamen DK. Dù sao nó vẫn đỡ hơn form kế tiếp Neo DN, một form đúng nguyên bản là chỉ sơn màu đúng cây súng, còn lại thì nó y chang. Kamen Rider Neo DN cũng giống như Tsukasa xuất hiện tại thế giới của Zio trong lần kỷ niệm về Kamen Rider, Kamen Rider Zio, thì DN Kaito Daiki cũng đến đây để có được một form mới. Nó là form mới, thực chất anh ấy chỉ thay đổi dụng cụ biến hình sang Neo DN Driver, là một khẩu súng với tông màu chủ đạo thay vì đen thì chuyển hóa thành xanh da trời của anh ấy. Tại sao anh ấy xuất hiện ở đây và tại sao anh ấy xuất hiện tại nhà của Zio? Điều này quá rõ ràng. Kho báu tại thế giới này, những chiếc Rider, sau màn chào hỏi với Sogo, Gay cũng như Wop thì anh ấy đã trộm tất cả những Rider, và có màn đụng độ đầu tiên với Kamen Rider Wop, người duy nhất hiện tại còn Rider và tham chiến với Neo DN. Về tạo hình cũng như biến hình thì Neo DN không quá nhiều khác biệt, trừ khẩu súng được sơn màu lại. Có khả năng triệu hồi cũng như đọc tên những Rider từ thời của W cho tới thời của Bill. Trận chiến đầu tiên với Kamen Rider Wop đã thể hiện rõ anh ấy đã triệu hồi tất cả những Rider cầm thương và giáo để đối mặt với hình dạng Wop Chikai, đó là bao gồm Knight, Baron. Sức mạnh của Kamen Rider DN ở đây đã được giới hạn lại là tất cả những Second Rider, chứ không đặc biệt như Kamen Rider DN ở thời kỳ trước
khi nấy muốn triệu hồi ai thì triệu hồi, nhưng mà ở đây thì chỉ hợp triệu hồi được Second Rider để đúng với vai trò của DN là Rider thứ hai trong series của DK mà thôi. Tất cả mục đích của DN thế giới này lúc đó chỉ là trộm những chiếc Rider và đưa lại Titan Quốc trắng, có thể chính là kẻ đã đưa anh tới thế giới này. Sau màn đụng độ, sự phối hợp cực đỉnh của K và Quốc, DN bắt buộc phải nhường sân lại cho hai đôi này thể hiện và mình thì ngậm hành. Sau khi trận chiến với Tinh Quốc Trắng kết thúc cùng với Another Play, tất cả nhiệm vụ của Quốc Trắng cũng đã kết thúc. Báo vật của anh đã được truyền lại cho DN hay là Kaito, anh ta cũng rất thỏa mãn với nó. Quyển sách ghi chú của tương lai mà không cần bất kỳ Rider nào. Và trước khi rời đi, anh ta đã giúp Omazio truyền lại thông tin cho Sogo cũng như Quốc. Và đó là những gì nổi bật nhất của Kamen Rider DN tại thế giới của Zio. Như mình đã nói, trừ ngoại hình không có gì thay đổi và khẩu súng của anh ấy được sơn màu lại, Rider Kaoru Neo DN chỉ khác duy nhất một việc là anh ấy được thuần túy là Second Rider cũng như triệu hồi là những Second Rider từ trước, chứ không còn là muốn triệu hồi ai hay triệu hồi nữa. Đây có thể là một hạn chế, nhưng dù sao thì nó cũng đang là tính thống nhất cho Kaoru DK lẫn DN. Ngoài sức mạnh đó, Kaito còn có nhận được sức mạnh của Time Doctor Swap ở đoạn sau là ngưng động thời gian, nhưng nó cũng không hẳn là sức mạnh của Firm mà chỉ đề cập tới phủ thôi nhé. Và đó là toàn bộ Firm mà Kaoru DK nó từng sở hữu. Nếu Neo DN hay là DN cộng với Firm nào là Firm mạnh hơn? Hãy chúng ta đang trong chờ DN cộng với Hanwoo. Các bạn nghĩ sao? 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 Các bạn ngh